Xin kính mời quý độc giả đến với điểm báo số 104 của diễn đàn doanh nghiệp. Số in ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hoàn thiện khung khổ pháp lý xác định mục tiêu định lượng cụ thể phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam về thực hiện net zero có cơ chế khuyến khích là những động lực phát triển tài chính xanh tại Việt Nam. Trao đổi với diễn đàn doanh nghiệp, ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, chính phủ đã đưa ra các định hướng rõ ràng từ những cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính đến những định hướng phát triển ở trong nước thông qua việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tạo tiền đề cho các hoạt động biến đổi khí hậu, hoạt động đầu tư xanh có thể phát triển mạnh hơn nữa. Động lực khuyến khích tạo nguồn vốn xanh sẽ là nội dung bài phỏng vấn trên trang 2, trang 3. Các chính sách tháo gỡ khó khăn về vốn và lãi suất ngân hàng thúc đẩy đầu tư công được kỳ vọng sẽ từng bước hỗ trợ các doanh nghiệp, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng. Năm 2023 giai đoạn được cho là khó khăn đối với ngành vật liệu xây dựng khi tình trạng tiêu thụ vật liệu giảm mạnh khiến nhiều dây chuyền sản xuất phải tạm dừng hoạt động. Đánh giá về những khó khăn trong ngành vật liệu xây dựng, Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Thành, viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng đã có cuộc trao đổi với diễn đàn doanh nghiệp về vấn đề này đâu sẽ là những nguyên nhân chính khiến ngành vật liệu xây dựng gặp khó khăn trong thời gian qua và cần thêm những giải pháp chính sách nào trong năm tới để vực dậy ngành vật liệu xây dựng nhanh hơn. Xin kính mời quý độc giả đón đọc bài phỏng vấn trên trang 4. Còn trên trang 5 là bài viết gỡ khó cho ngành vật liệu xây dựng. Trước tình trạng doanh nghiệp bất động sản khó khăn trồng chất, các dự án đầu tư công triển khai chậm, hàng loạt hiệp hội liên quan đến vật liệu xây dựng đã phải kêu cứu do tiêu thụ giảm câu chuyện về tám hội và hiệp hội đồng loạt kêu cứu cũng như đồng loạt các giải pháp hỗ trợ như thế nào? Xin kính mời quý độc giả đón đọc bài viết trên trang 5. Thị trường bất động sản đã trải qua gần 2 năm trầm lắng, thủ tục đầu tư các dự án tiếp tục ách tắc vì những trồng chéo, trong khi đó luật đất đai vẫn đang trong quá trình sửa đổi, khiến cả địa phương và doanh nghiệp gặp khó, Khởi thông ách tắc đầu tư dự án là nội dung diễn đàn doanh nghiệp đã trao đổi cùng với luật sư Nguyễn Hồng Trung về những vướng mắc trồng chéo trong quy định của pháp luật khiến địa phương lúng túng và doanh nghiệp gặp khó khăn khi triển khai dự án đầu tư và những kiến nghị của luật sư Nguyễn Hồng Trung như thế nào để khơi thông các điểm nghẽn. Xin kính mời quý độc giả đón đọc bài viết trên trang 8. Ngoài ra trên số in 104 cũng còn rất nhiều thông tin hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị độc giả.